Mỗi năm thu lãi trên 700 triệu đồng từ mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát. Đó là kết quả dự án khởi nghiệp của anh Phạm Đức Tình, khu 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là dự án điển hình trong việc cải tiến kỹ thuật chăn nuôi cá lăng, được nhiều thanh niên khác trong tỉnh đến học tập và làm theo. Năm 2018, sau khi đi tham quan các mô hình nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện ở Hồ Thác Bà, Yên Bái, anh Phạm Đức Tình đã quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát. Tôi cũng được đi tham quan và học hỏi các cái mô hình nuôi cá ở các cái tỉnh bạn, thì biết được là cái con cá lăng này nó giá trị kinh tế rất là cao, mà lợi thế nguồn nước ở trên sông Đậm Mu chỗ tôi đang nuôi thì là nước nó rất là sạch và gọi là đầu nguồn, thì nuôi con cá lăng này rất là nhanh lớn. Hiện tại thì tôi đã chăn nuôi được 4 năm, thì tôi thấy là con cá lăng này hiệu quả kinh tế rất cao và có thể nhân rộng được cho bà con ở quanh huyện. Sau 4 năm triển khai, mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện của anh Tình đã phát triển rất tốt. Để cá lớn nhanh và sản lượng đảm bảo, anh đã tập trung cải tiến lồng cá với việc mở rộng kích thước lồng, mua lưới mắt rộng hơn so với lưới trước đây. Năm 2022, sản lượng cá bán ra thị trường đạt 15 tấn, doanh thu trên 1,8 tỷ đồng, trừ chi phí lãi trên 900 triệu đồng. Hiện tại thì chỗ cơ sở chăn nuôi của tôi thì đang có liên kết với bên hợp tác xã Quỳnh Nhai, hợp tác xã Hồ Quỳnh ở bên Sơn La. Thì để liên kết tiêu thụ sản phẩm cho tất cả những cái ai mà có cá thịt, rồi cung cấp con giống cho bà con để chăn nuôi tại địa phương, đầu ra. Hiện tại thì quy mô của tôi thì tôi chưa có nhu cầu mở rộng. Tôi hiện tại tập trung để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi làm sao cho chất lượng thịt của con cá lăng này nó đạt chuẩn để xuất ra thị trường. Đây là mô hình dự án có quy mô lớn, được nhiều thanh niên khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến học tập và làm theo để phát triển kinh tế gia đình.